Quang Hà ôm mẹ khóc nức nở sau khi bị thiệt hại 8 tỷ vì nhà hát cháy. Phải thay đổi địa điểm chỉ trong vài tiếng đồng hồ vì không muốn lỗi hẹn với khán giả, nhưng Quang Hà đã mang đến đêm diễn trọn vẹn. Sáng 28 tháng 9, thông tin Quang Hà suy sụp phải hoãn live show trước giờ Z do nhà hát bị cháy khiến người hâm mộ sao Việt và khán giả thương cảm. Sau khi truyền nước, nghỉ ngơi, nam ca sĩ đã vực dậy tinh thần gửi lời cảm ơn và xin lỗi vì sự cố không mong muốn xảy ra. Bầu show của Quang Hà cũng cho biết gần 200 con người từ thành phố Hồ Chí Minh đã bay ra Hà Nội từ mấy ngày qua để chuẩn bị cho đêm diễn. Tổng số tiền ekip Quang Hà bỏ ra thực hiện hai đêm nhạc tại Hà Nội 28-29 tháng 9 là gần 8 tỷ đồng. Chúng tôi coi đây như một cái hạn của Quang Hà và mong mọi người đồng cảm. Cảm kích trước tình cảm của các nghệ sĩ khách mời và khán giả, Quang Hà và ekip đã quyết định tận dụng sân khấu tổ chức hội nghị khách hàng của thương hiệu đã tài trợ live show cho mình để thực hiện đêm diễn. Dù sân khấu không hoành tráng đẳng cấp như mong muốn, nhưng anh vẫn được mọi người cổ vũ nhiệt tình. Bằng Kiều an ủi Quang Hà, dù rất gấp gáp nhưng tất cả đã đến ủng hộ là một minh chứng cho sự yêu thương của khán giả dành cho Quang Hà. Dù sân khấu không hoàn hảo, nhưng qua đó khán giả đã có những phút thăng hoa khi tập trung vào giọng hát đầy truyền cảm của Quang Hà trong buổi biểu diễn này. Đan Trường cho rằng Quang Hà có một tinh thần thép khi sự cố bất ngờ xảy ra nhưng vẫn cháy hết mình trên sân khấu. Danh ca Tuấn Ngọc cũng dành lời an ủi cho đàn em. Trong một ca khúc về mẹ, mẹ Quang Hà đã tiến lên sân khấu tặng hoa cho con trai. Nam ca sĩ vừa hát vừa ôm mẹ khóc khiến khán giả vô cùng xúc động. Hy vọng sau đêm diễn đầu tiên diễn ra suôn sẻ thành công, Quang Hà sẽ bình tâm trở lại và suy nghĩ đến những điều tích cực cũng như giữ sức khỏe mang đến những tiết mục thăng hoa. Lệ Quyên khách mời trong đêm nhạc thứ hai dự kiến diễn ra vào 29 tháng 9 vừa qua đã sớm có mặt ở Hà Nội động viên tinh thần đồng nghiệp. Đến sáng 29 tháng 9, quản lý của Quang Hà xác nhận buổi diễn thứ hai của live show không thể thay thế sẽ diễn ra ngày 1 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thay vì tối qua.